Xin chào mọi người nha. Hai mình sẽ quay cảnh chùa Hội Khánh ở Bình Dương cho các bạn xem. Đây sau lưng mình và vòng vòng đây là khuôn viên của chùa Hội Khánh. Đây. Mọi người thấy video hay thì nhớ đăng ký kênh hoặc like, hoặc share để ủng hộ cho kênh Nông Dân TV có nhiều động lực để phát triển nha mọi người. Chùa Hội Khánh được xây dựng vào thế kỷ thứ 18, năm 1941, là một công trình tôn giáo mang tính chất lịch sử và mỹ thuật cao, được tổ chức kỷ lục châu Á tại Ấn Độ công nhận là tượng Phật nằm dài nhất châu Á, đồng thời cũng là dài nhất Việt Nam. Ngắm nhìn từ kiến trúc đặc biệt tại đây với bài viết này nhé. Lịch sử của chùa Hội Khánh. Chùa Hội Khánh là một ngôi chùa cổ Phật giáo được thiền sư Đại Ngạn thuộc dòng Lâm Tế khai sơn năm Cảnh Hưng thứ hai đời Lê Hiển Tông, tức năm Tân Dậu, năm 1741, ở thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương. Lúc đầu chùa được xây trên một ngọn đồi cao, nhưng vào năm 1861 nó bị phá hủy trong chiến tranh. Chùa được cho xây lại do thầy Thích Chánh Đắc dưới chân đồi khoảng 100m cách vị trí cũ. Địa chỉ của chùa hiện tại là 29 đường chùa Hội Khánh, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, 30 km về bắc thành phố Hồ Chí Minh, cách thành phố Hồ Chí Minh 30 km về hướng bắc. Chùa nằm cách đường cái 150m sau cổng Tam Quan, có chạm gồng phụng. Chùa độ lạc trên một vùng đất yên tĩnh với nhiều cây cối, đặc biệt là có 4 cây dầu đã được trồng hơn một thế kỷ. Không bao lâu sau khi chùa được xây dựng, nơi tụng kinh và phía đông chùa được xây dựng lại vào năm 1917 và phía tây được xây lại vào năm 1984. Chánh điện được xây lại năm 1990 và 91. Vào ngày 29 tháng 2 năm 1992, Hội đồng Phật giáo tỉnh Sông Bé cho trùng tu lại những pho tượng lịch sử trong chùa. Diện tích của chùa chánh điện cộng với nơi tụng kinh và phải gian phía bên đông và tây là 70m2, 700m2. Các tượng Phật tại đây đều được tạo ra do các thợ trong vùng Thủ Dầu Một vào thế kỷ thứ 19. Đặc biệt, chùa Hội Khánh ở Bình Dương còn gắn với hoạt động của cụ phó bản Nguyễn Xuân Sắc, thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, năm 1923 tới năm 1926. Cụ Nguyễn Xuân Sắc cùng với cụ Tú Cúc Phan Đình Diện và Hòa Thượng Từ Văn đã sáng lập gia hội danh dự tại đây. Vào năm 1993, chùa đã được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Tháng 5 năm 2013, tổ chức kỷ lục châu Á đã chính thức xác lập tượng Phật nằm tại chùa là tượng Phật nhập Niết Bàn trên mái chùa dài nhất châu Á. Về kiến trúc độc đáo của chùa Hội Khánh, chùa được trùng tu và mở rộng nhiều lần, nhưng về cơ bản đây là ngôi chùa hiếm hoi vẫn còn giữ được phần lớn kiến trúc ban đầu. Nét nổi bật của ngôi chùa tự này là giá trị phong phú về mặt lịch sử, văn hóa, nghệ thuật, kiến trúc. Đặc biệt phần lớn những di tích cổ vật hàng mấy trăm năm được bảo tồn lưu giữ cho đến nay. Hội Khánh còn được xem là ngôi chùa bông nó đẹp lắm, tiêu biểu cho đặc điểm chung của các ngôi chùa cổ Bình Dương. Ở này đâu phải rụng nữa, ngoài giảng đường được bố trí theo kiểu sắp đổi sala nối liền nhau theo thức chùng thềm điệp ốc, một dạng kiến trúc
phổ biến đối với đình chùa ở xứ Đàn Chông bấy giờ. Trong khuôn viên chùa có bốn kiến trúc mang tên bốn thánh tích gắn với Đức Phật, gồm giường Lâm Tỳ Ni, nơi Đức Phật đản sanh, Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật thành đạo, giường Lộc Uyển, nơi Đức Phật giảng kinh chuyển pháp luân, và Câu Thi Na, nơi Đức Phật nhập Niết Bàn. Xung quanh sân chùa là chín ngôi tháp của chín vị trụ trì đã viên tịch, được xây dựng công phu. Phía bên trái chùa còn có ngọn tháp 7 tầng được phục dựng gần đây. Tầng dưới của tháp là nơi trưng bày các văn hóa phẩm của chùa như băng đĩa, tượng Phật, kỷ niệm chư, chuông mõ. Nội thất kiến trúc, tranh tự, đồ thờ tự trong chùa Hội Thánh đều được điêu khắc chạm chỗ rất tinh vi với những đề tài như tứ linh, củ long, dây nho, lá lách, hoa phượng dương. Ngoài ra, Phật đài cao 20 mét được xây dựng ở khu đất phía trước chùa. Tầng trệt là dãy nhà dài 64 mét, rộng 23 mét, dùng làm trường Phật học, thư viện. Tầng trên tôn chí đại tượng Đức Bổn Sư Thích Ca nhập Niết Bàn, cao 12 mét, dài 52 mét. Chánh điện với kèo cột, vách gỗ và ba bộ cửa bức màn, còn có gần 100 tượng gỗ các vị La Hán và nhà thập điện Minh Dương dáng vẻ khác nhau, được tạo bằng gỗ mít son sơn thép vàng. Đặc biệt có hai bức phù điêu chạm hình 18 vị La Hán. Và các vị Bồ Tát tạo nên một công trình điêu khắc tuyệt mỹ, có giá trị nghệ thuật cao, mang đặc trưng của phong cách điêu khắc cổ Bình Dương. Về phần liễn đối thơ văn còn lưu giữ phong phú giá trị, khó có ngôi chùa nào sánh kịp. Nhiều người nhắc đến câu đối của cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc còn lưu ở chùa Hội Thánh với nghĩa ngôn từ hàm xúc của thiền học. Công phu lắm. Đại đạo quảng khai thố, giác khuê đàm để nguyệt, thiền môn giáo dưỡng quy mau, thần hậu đầu không. Đây là tạm cặp dịch, bonsai mở rộng đạo lớn như tạo cảnh rất công phu, như mò chân đáy nước. Đây, nuôi dưỡng mái chùa như lông lùa, như cột gió đầu đây, cây chân của nó. Đây là một cây phía bên phải. Ở phía bên đây về là phần cây ở bên trái trí, nội thất. Đây, trang tương tự khí thờ phượng quay gần được thôi, nhìn xa rất đẹp. Chạm chỗ rất công phu sắc sảo. Đặc biệt phải kể đến bộ lam thập bát La Hán tạo tác năm 1921. Bức phù điêu tứ thời ốp vào hai cột trước chánh điện. Các bàn thờ chạm chỗ tinh vi hoàn thành vào năm Ất Sửu năm 1925. Nhà chùa còn giữ được bộ mộc bản in kinh cách đây trên 120 năm. Đại hồng chung của chùa được đúc vào năm Quý Mùi năm 1883 do bổn đạo Dương Văn Lúa hiến cúng. Điều đó cho thấy đạo Phật đã phát triển khá sớm và khá vững mạnh tại phương này. Trong những năm 1923 đến năm 1926, chùa Hội Thánh Thủ Dầu Một còn là nơi ẩn náu quy tụ các nhân sĩ, nhà nho, nhà sư yêu nước cùng lập ra hội danh dự, với sự tham gia của chính hòa thượng Từ Dân, phó bản Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cụ Tú Cúc. Mục đích của hội là cổ vũ cho lối sống đề cao đạo đức, coi trọng danh dự và lòng yêu quý đồng bào đất nước. Dù hội chỉ hoạt động trong một thời gian ngắn nhưng đã gây được ảnh hưởng đáng kể. Như nhận định của một nhà nghiên cứu, những lời nói và việc làm của các cụ trong hội danh dự trực tiếp hay gián tiếp đã để lại cho dân chúng địa phương một ấn tượng tốt đẹp, ảnh hưởng sâu sắc lòng yêu nước của họ.
Sau này chùa Hội Khánh thành một nơi mà nhiều lớp học sinh, thanh niên đến trọ học. Nhiều người trong số họ đã tham gia các phong trào yêu nước. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945, chùa Hội Khánh là trụ sở Hội Phật giáo Cứu Quốc tỉnh Thủ Dầu Một, đã góp nhiều công sức, tâm huyết, kể cả xương máu của các nhà tu, Phật tử nhà chùa trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của nhân dân địa phương từ năm 1993. Từ năm 1953, chùa là trụ sở Phật giáo yêu nước tỉnh Bình Dương, và đến năm 1983, chùa Hội Khánh là trụ sở của tỉnh Hội Phật giáo Bình Dương. Năm 1995, nơi đây tỉnh hội xây dựng trường cơ bản Phật học tỉnh Sông Bé, ngày nay là tỉnh Bình Dương. Hiện Thượng tọa Thích Huệ Tông trụ trì chùa Hội Khánh từ năm 1988 và là phó ban thường trực tỉnh hội Pháp giáo Bình Dương. Địa chỉ của chùa thì số 35 đường Bác sĩ Gia Xin, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Các bạn xem video này, nếu mà thấy cảnh chùa đẹp và hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh Nông Dân TV để ủng hộ kênh của mình nha. Cảnh ở đây rất đẹp, rất thanh bình. Mọi người cũng hay thường xuyên tới đây để chụp hình lưu niệm.
tiếp tục quay thôi. Bây giờ lên hình đẹp lắm. Tôi quay tôi không nói chuyện, giờ tôi nói sao? Hai tạ số có tiền mua trả giùm em cầm máy à. 243 khác đầu số.